Cả hội trường rộp cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trước bàn thờ Tổ quốc dưới sự chứng giám của Thánh Tổ Hải quân Việt Nam Trần Hưng Đạo. Cả ngàn đồng hương và quan khách đã tề tụ về UNIFI Center thành phố San Jose, Bắc California để nhớ về trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Tưởng niệm 74 chiến sĩ đã kiêu hùng vì quốc dân thân. Hân hạnh thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trình bày ý nghĩa và mục đích của ngày Hoàng Sa 19 tháng 1. Một, tưởng niệm và truy điệu các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc và vinh danh các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã tham chiến. Hai, trình bày và chứng minh nền tảng pháp lý và lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên lãnh thổ, lãnh hải và đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ba, tố cáo âm mưu bá quyền của Trung Cộng đã chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa và lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam với sự đồng lõa của Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, tràn ngập bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, hình ảnh, tài liệu, lên án sự xâm lược của Trung Cộng với sự tiếp tay, sự hèn hạ của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tính tới những thôn tính của chúng ta như thế nào, và chúng ta nhìn những cái hình ảnh, những cái dữ kiện ở đây để chúng ta tiên đoán được cái tương lai, cái âm mưu của nó vào trong tương lai. Thì trước hết, đây là một cái căn cứ quân sự, nó bí mật xây từ năm 2004. Ngoài các nghi thức trang trọng, những câu chuyện chiến đấu được kể lại từ chính những người trực tiếp tham chiến hoặc chỉ huy trận chiến 19 tháng Giêng 1974. Người dân Việt trong nước cũng như ở hải ngoại hân hoan náo nức chào đón năm mới. Nhưng mà tất cả quý vị có biết rằng tất cả cựu chiến sĩ hải quân cũng như hàng trăm cô nhi quả phụ rất đau xót và buồn tủi khi Tết sắp đến. Vì những người đó, họ đã mất người chồng, đã mất người cha, và các chiến sĩ đó đã mất những người đồng đội, đã vĩnh viễn ra đi ngày 19 tháng Giêng 1974. Trong khi họ chiến đấu rất can cường để bảo vệ lãnh hải của ông cha chúng ta để lại. Nhiều giọt lệ đã lăn dài khi chứng kiến giây phút trao kiếm và chuyển lửa cho thế hệ trẻ. Ngày Hoàng Sa Việt Nam 19 tháng 1, trước bàn thờ Tổ quốc phảng phất hồn thiêng sông núi của đất nước, trước lá đài kỳ biểu hiệu cho chính nghĩa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự chứng giám của Thánh Tổ Hải quân Đức Trần Hưng Đạo, một vị danh tướng tài bá lỗi lạc dưới thời nhà Trần, toàn dân đoàn kết một lòng đã đánh tan 30 vạn quân Nguyên. Và trước sự chứng kiến của mọi thành phần tham dự ngày Hoàng Sa hôm nay, tuổi trẻ Việt Nam Bắc California đã sẵn sàng lên đường nhập cuộc. Chúng tôi trân trọng kính mời Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và Giáo sư Nguyễn Văn Canh cùng hiện diện trên lễ đài. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Cười, Hội trưởng Hội Hải quân Bạch Đằng, trình kiếm Phó Đế đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, cựu tư lệnh vùng một duyên hải.
Chúng tôi trân trọng kính mời Phó Đề Đốc trao thanh kiếm trừ xâm chiếc bạc đến người đại diện của các em là kỹ sư Nguyễn Minh Huy. Chúng tôi trân trọng kính mời Giáo sư Nguyễn Văn Canh, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Toàn vẹn lãnh thổ, trao lửa đấu tranh cho cô Kim Ngân. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Thụy, Hội trưởng Hội Cảnh sát Berkeley chuyển lời. Nghe lữ tường trình từ San Jose.